Ở trong còn cái gì mang hết ra đi. Dạ. Mẹ ơi, chừng nào mình mới quay về lại nhà này? Nhà này mình bán rồi con à. Mình sẽ không quay lại đây nữa đâu. Anh à, bây giờ là lúc mình phải quên hết chuyện cũ đi. Đừng có luyến tiếc nữa được không anh? Bữa nay bay về có chuyện gì muốn nói với má hả? Dạ con. Có chuyện gì nói đi, không có gì mà ấp úng hết á. Dạ thưa má. Kìa anh nói đi chứ, sao anh cứ ấp úng hoài vậy? Anh đã hứa với em rồi mà. Chuyện này thì anh cứ nói hết những gì bàn với em đi. Đâu có gì khó đâu mà phải ấp a ấp úng. Sao? Thật ra thì mời ba mời về uống nước. Con ngoan. Thân là con của anh đó, nó ngoan quá trời luôn. Vậy mà anh nói em không chịu tin. Đưa đây, khát khô cả cổ mới chịu đem ra. Trời ơi, trời ơi, nước gì mà mặn chát vậy nè? Nước muối chứ nước gì? Vậy mà cũng không biết nữa. Con, anh có con gái anh kìa, nó cố tình nó cho em uống nước muối á. Anh thấy vậy mà anh để yên được á hả? Kìa Hân, sao con làm vậy? Tại vì con không thích gì, con ghét gì lắm. Sao con ăn nói kiểu đó? Ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi, con phải coi gì nha, như là má của con hiểu chưa? Không đời nào con chấp nhận gì là má con đâu. Má con chết rồi, dì đừng hòng là má con. Con ghét dì lắm, ghét nhất trên đời. Hay nè, bữa nay hai chị em mình hái được nhiều sen quá ha. Dì Phấn mà nhìn thấy chắc dì sẽ không la hai chị em mình nữa. Hái nhiều sen thì có nhiều tiền, dì Phấn sẽ vui và không la chị em mình nữa. Hay nè, bán nhiều sen có tiền rồi, hai mua tập vở cho em đi học với ngang. Hai cũng không biết nữa, để hỏi dì Phấn coi sao. Thôi khỏi hỏi, cũng biết thế nào dì cũng la cho coi. Dì đâu có muốn hai chị em mình đi học. Nếu mình đi học rồi thì đâu còn ai hái sen kiếm tiền vậy cho dì nữa. Nè, xong việc rồi, em về nghe. Hai lại chỗ con hơn một chút, hình như nó đang có chuyện buồn. Dạ, nhưng hai nhớ về sớm nha. Ba mà biết hai đi chơi là ba đánh đòn đó. Nhớ nha hai. Nhớ rồi.